lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội 13 của Đảng cũng đã được tổ chức. Tham dự có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tham gia tổng diễn tập có trên 300 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và ngành y tế thủ đô. So với các đại hội trước, công tác y tế cho đại hội lần này có nhiều nội dung mới, phát sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên công tác phòng chống dịch bệnh được đặc biệt chú trọng. Cuộc diễn tập có 5 hợp phần: kiểm soát dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm COVID-19, kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm, xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị, xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt. Buổi diễn tập nhằm hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.